Kem Biserkin Face 4in1 được biết đến là dòng sản phẩm làm da trắng hồng tự nhiên, mờ thâm sạm, cải thiện các vấn đề về lão hóa giúp bạn có được làn da căng bóng, đều màu, ngăn ngừa lão hóa da chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Vì lẽ đó mà có rất nhiều người lo lắng liệu kem Biserkin Face 4in1 có phải kem trộn không? Sản phẩm này có mang lại hiệu quả lâu dài và an toàn cho da không? Tất cả những thắc mắc trên sẽ được giải đáp chi tiết trong video bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem bi sờ Kinfei 4in1 được sản xuất bởi thương hiệu mỹ phẩm uy tín hàng đầu, với thành phần chủ yếu từ thiên nhiên không gây kích ứng, châm trích hay bào mòn cho da như các sản phẩm giả kem trộn. Hơn nữa, kem bi sờ Kinfei 4in1 là một sản phẩm dưỡng da chất lượng cao, không phải kem trộn. Đây là sản phẩm kem dưỡng an toàn, lành tính, được cấp phép sản xuất và lưu hành. Mặc dù bị gán mát, là kem trộn, thế nhưng kem bi sờ Kinfei 4in1 vẫn được rất nhiều chị em tin tưởng sử dụng. Không những thế, sản phẩm lại càng ngày càng được cải tiến và nâng cấp khiến chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao. Nên sản phẩm kem Biser King Face 4-in-1 này, không phải là kem trộn các bạn nhé. Tuy nhiên thì đời không như là mơ, khi mà bạn biết được sự thật là, có cả chục loại kem giả Biser King Face 4-in-1. Đang được bán trên thị trường, giá rẻ cũng có, giá đắt tiền cũng có luôn. Và khi mua nhầm phải kem nhái này thì gần như bạn đã mua đúng phải kem trộn rồi. Kem trộn thì thường đẹp nhanh, nhưng sau đó thì ra xuống sắc cũng thảm bại và lâu dài nữa. Nhiều bạn sau khi mua kem về xài, thì sau một thời gian phát hiện ra da, da mặt mình bỗng đen sạm hẳn ra. Rồi có bạn thì da sần sùi nổi mụn nhiều và dày đặc trong khi đó, trước giờ mặt hầu như không có mụn. Và tình trạng này lại còn kéo dài nữa. Vì vậy, để không bị tiền mất tật mang, chị em cần phải tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm, và đặc biệt là mua đúng hàng chính hãng 100% để sử dụng nhé. Kem bi skin Face 4-in-1 là một sản phẩm dưỡng da cao cấp, chất lượng có thành phần an toàn, lành tính và hoàn toàn không chứa co ti co ít. Với thực trạng hiện nay trên thị trường là rất nhiều nhãn hiệu mỹ phẩm dược tại Việt Nam, nhưng lấy tên quốc tế để quảng cáo. Hầu hết sản phẩm này chứa những thành phần làm trắng nhanh đó chính là ít. Co Khi sử dụng ít Co thường xuyên làn da sẽ nhanh chóng đẹp, nhưng sau một thời gian ngắn, da sẽ nhanh chóng bị bào mòn và trở nên yếu ớt, nổi mụn, thâm sạm, bị tàn phá nặng nề. Sự xuất hiện của những sản phẩm này khiến cho nhiều người lầm tưởng tất cả sản phẩm sản xuất ở Việt Nam đều là kem trộn. Đây là suy nghĩ hết sức sai lầm. Giống như nhiều mỹ phẩm dưỡng da đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, kem Biser Kinfei 4-in một tác động từ sâu bên trong làn da, cung cấp dinh dưỡng có lợi, hoàn toàn không gây hại cho làn da người sử dụng. Kem Biser Kinfei 4-in một hiệu quả tốt, nên bị làm giải nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem bi sở kim 4 in một hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.